Hello, hello, xin chào các bạn, đây là Thuần Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đã là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali ngày thứ bảy Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày Chủ nhật rồi Thì trước hết tôi Thuần hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Ngày hôm qua đó thì công ty cũng rất là bận cho nên cuối cùng thì không có thể chia sẻ video với các bạn được Nhưng mà hôm nay đó, chúng ta lại có những thông tin mới hơn và sôi so động hơn các bạn Thường cuối tuần này cũng không có nhiều tin tức đâu Nhưng mà chúng ta cũng có vài tin tức rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn Và ngày hôm qua đó, chúng ta cũng có một số những cái thông tin thường cũng muốn cùng các bạn bạn tìm hiểu kỹ hơn và chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin hiện bây giờ là 66.256 đô thì đương nhiên chúng ta cũng đã vừa kết thúc một tuần mà không tốt cho giá các bạn cho nên nhìn thấy được là giá của Bitcoin cái đây khoảng chừng là một tuần nên thì đâu đó khoảng chừng là 69.000 đô thì bây giờ giá đã giảm xuống rồi hôm qua đã có lúc giá đã giảm xuống tới mức là khoảng 65.000 đô các bạn khiến cho một số bạn lại tiếp tục lo lắng đương nhiên chúng ta nhìn thấy giá đó bây giờ so với lại cách đây một tuần đó, thì đã giảm xuống nhưng mà cũng không nhiều như là các bạn nghĩ đâu còn nếu như chúng ta đọc những cái comment hay là các bạn uh, trên những mạng xã hội đó thì có cảm giác như là giá đâm mạnh lắm các bạn nhưng mà nếu chúng ta nói riêng về Bitcoin đó thì các bạn nhìn thấy được là một tuần qua giảm khoảng chừng là 4.5% mà thôi thì 4.5% đó cũng là giảm nhưng mà không có nhiều như là nhiều bạn nghĩ đâu và nếu chúng ta zoom ra đó tôi đã từng chia sẻ với các bạn khi mà zoom ra chúng ta cũng thấy được là giá Bitcoin từ tháng 3 tới bây giờ thì nó cũng đâu đó trong phạm vi này các bạn và chúng ta có một số những cái thông tin liên quan đến khả năng là ai đang bán hiện bây giờ tôi muốn chia sẻ thêm Nhưng mà các bạn cũng đã biết là tâm lý trong thị trường crypto này đã phần lớn là thay đổi theo ngày các bạn Cũng giống như là 73.000 đô Ông làm sếp của tôi cũng hơi bị lâu rồi đó 65.000 đô quý khách có muốn ăn khoai tây chiên với order này không ạ? À? <laughs> Và chúng ta nhìn thấy đương nhiên đây chỉ là về Bitcoin mà thôi chứ còn về altcoin đây thì cũng biết là phần lớn như altcoin giảm nhiều hơn Bitcoin trong cả tuần qua. Ngoài chỉ một số ngoại lệ các bạn chúng ta nhìn thấy được là trong một tuần qua đó, chúng ta vẫn có một số altcoin tăng trưởng như là Rose tăng 16%, Uniswap tăng 15.1%, Lido tăng 7.4%, Notcoin tăng 13.5% và Tencoin thì tăng nhiều hơn được các bạn, tăng tới 13.9%. Đương nhiên đây chỉ là một số như ngoại lệ mà thôi chứ còn phần lớn nó đều là màu đỏ thì cái này thông hiểu các bạn. Nhưng mà về Bitcoin đó thì nó cũng không phải là xuống nhiều như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là vốn hóa đó thì ít ra hôm nay cũng đã tăng trở lại một chút xíu các bạn, tăng 0.9%. Chúng ta đương nhiên bây giờ đã dưới 2,6 nghìn tỷ rồi, chúng ta đang ở mức là 2,547 nghìn tỷ hiện tại. Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình chung đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là một tuần qua chỉ số Dow Jones chứng khoán Hoa Kỳ đó thì không có thay đổi các bạn chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 đó, thì đã đạt cái đỉnh mới và cũng đã giữ được cái mức cao trong tuần qua các bạn sau khi mà có chỉ số CPI và cuộc họp của Fed và Nasdaq cũng đã có sự tăng trưởng trong tuần qua cái sự kiện lớn nhất trong tuần vừa qua đó chính là cái công bố lãi suất của Fed Nhưng gì mà Fed chia sẻ cũng như là chỉ số CPI và PPI các bạn PPI là phần trăm làm phát bán sĩ đó thuộc mình đã chia sẻ trên xã hội nó cũng rất là tốt các bạn chúng ta có phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng CPI tốt chúng ta có PPI tốt và những gì mà Fed chia sẻ đó thì không phải là tốt cũng phải là xấu các bạn nó rất là trung lập trong kỳ này đó những gì mà chúng ta thấy Fed chia sẻ chỉ đơn giản là chúng ta cũng sẽ có những đợt các giảm lãi suất và chỉ có khả năng là trong năm nay đó thay vì là thị trường kỳ vọng là hai đợt các giảm lãi suất thì chúng ta bây giờ chỉ còn kỳ vọng một đợt các giảm lãi suất mà thôi nhưng mà năm sau sẽ cắt giảm lãi suất bù lại và đến cuối cùng đó, trong vòng 2 năm tới đây thì cái phần trăm lãi suất nó cũng sẽ trở về như là cái ước muốn của Fed đầu năm nay các bạn. Thì nói chung nó những gì mà Fed chia sẻ cũng không phải là xấu và chúng ta cũng nhìn thấy được là S&P 500 nên thì cũng đã đạt cái đỉnh mới và chứng khoán thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà ngược lại đây chúng ta lại nhìn thấy được là crypto lại bị ảnh hưởng và nhất là chúng ta nói về Bitcoin thì rất rõ ràng là có một lực bán nào đó chúng ta đã nói tới trong vòng mấy ngày qua rồi nó chỉ riêng đặc biệt về Bitcoin mà thôi các bạn mỗi lần mà giá lên tới 69 70 000 đô thì lại bị đẩy ngược cho xuống chúng ta lại từng nhìn thấy hiện tượng này vào giữa tháng 3 rồi chúng ta nhìn thấy được là vào cuối tháng 3 rồi chúng ta thấy là đầu tháng 3 gần đây nhất đó là chúng ta nhìn thấy được là khoảng chừng cách đây một tháng vào tháng 5 cũng bị đẩy xuống và đương nhiên tháng 6 này chúng ta cũng đã từng chứng kiến cái tên một tuần khi mà giá lên tới cái mức là gần 70 hàng đô lại bị đẩy cho xuống thì đã có một lực bán nào đó xuất hiện ở trên thị trường crypto chứ nó không cũng phải là liên quan đến kinh tế vĩ mô rồi các bạn cái này là riêng về thị trường crypto mà thôi và mỗi lần mà giá bị đẩy cho xuống đó, thì lại muốn đi ngược cho lên các bạn và điều này đã xảy ra nhiều lần rồi có cảm giác như là một ai đó một đơn vị nào đó đó đang cố muốn để giá bitcoin ở dưới cái mức 70.000 đô ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số thông tin trong video ngày hôm nay. Còn về hợp đồng của vàng đó thì kết thúc ở mức là 2.348 đô, các bạn. thì cái mức này cũng được mức chúng ta cũng nhìn thấy mấy ngày qua rồi cũng không có sự khác biệt nhiều. Hợp đồng của dầu đó thì chúng ta nhìn thấy là kết thúc ở mức là 78 đô và 49 cent. thì cũng như cái mức chúng ta đã nói tới nhiều ngày qua rồi vẫn dưới 80 đô cũng không có gì gọi là đáng quan tâm đâu, các bạn. Về mặt tin tức đó, thì chúng ta thấy được là không có một tin tức nào gọi là xấu hết các bạn ảnh hưởng đến giá cả và thậm chí chúng ta tiếp tục nhận được nhiều cái thông tin lạc quan dài hạn và về ngắn hạn đó, thì chúng ta thấy là sáng nay thức dậy thì chúng ta thấy là Tether in thêm 1 tỷ đô la và đương nhiên các bạn thấy được là CEO của Tether nói gì bên dưới thì các bạn cũng đã biết là copy và paste liên tục rồi đó chính là in sẵn để mà dự trữ mà thôi chứ còn chưa có phải là phát hành hiện bây giờ và đương nhiên mỗi đợt in thì đều có những cái thông tin như thế này và chúng ta cũng nên từng nói đến là miễn là Tether còn in, miễn là USDC còn in thì Thuận sẽ không có quá lo lắng các bạn. Và Tether đây thì cũng đã không có in mấy tuần nay, cũng có một số bạn ở Thuận ở dưới comment là gần đây đã thấy Tether cũng im lặng quá. Nhưng mà các bạn thấy được là hôm nay họ lại in thêm 1 tỷ đô la USDT các bạn. Và đương nhiên đây là một dấu hiệu cho thấy là có nhu cầu tham gia vào chuyện crypto này tại vì Tether in khi mà có ai đó đưa tiền cho họ các bạn họ lấy tiền mặt rồi sau đó họ sẽ in cái số lượng USDT này để người ta có thể dùng để mà sử dụng trên những sàn giao dịch hay là những sản phẩm liên quan đến crypto thì đương nhiên đây là một đại diện cho cái nguồn cầu các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là thêm vào đó một nguồn cầu khác đó chính là đến từ Michael Thì Michael Saylor các bạn đã nhớ là cách đây 2 ngày đã nói là muốn phát hành thêm 500 triệu đô la trái phiếu có nghĩa là muốn huy động vốn bằng cách là bán giấy nợ các bạn bán trái phiếu và dùng số tiền đó để mà mua thêm Bitcoin các bạn. Thì bây giờ Michael Strategy họ đã tăng cái mức đó lên thành 700 triệu đô la. Tại vì sao? Tại vì cái nhu cầu quá lớn các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu của Michael tăng một trăm mấy phần trăm trong dòng từ đầu năm tới bây giờ các bạn một năm qua tăng tới mấy trăm phần trăm lận tăng còn nhanh hơn cả Bitcoin nữa rất rõ ràng đó michael chỉ là một cổ phiếu mà nó dựa vào sự tăng trưởng của bitcoin nhưng mà khi mà bitcoin tăng thì giá cổ phiếu của michael chỉ có thể tăng nhiều hơn tại vì họ có thể áp dụng những cái chiến lược như là vay mượn để mà mua thêm hay là họ có thể là dùng thu nhập của công ty để mà mua thêm bitcoin và nhiều những chiến lược khác dẫn đến là cái nhu cầu sở hữu cổ phiếu của michael ngày càng tăng lên và dẫn chứng là cái giá cổ phiếu tăng trong cái thời gian mấy năm qua và đương nhiên lý do tại sao mà tăng cái mức Chào bán trái phiếu lên là tại vì cái nhu cầu nhiều quá bây giờ đó là Michael Strachan muốn huy động lên tới 700 triệu đô la các bạn để mà mua Bitcoin. Và đương nhiên người nói là thông báo như vậy đó thì có phải là có cái ý định gì hay là không. Tại vì thông báo như vậy đó chẳng khác gì nếu như mà giá Bitcoin mà được đẩy lên trước khi mà ông lấy được số tiền này. Thì chẳng khác gì là Michael Saylor sẽ mua đỉnh một lần nữa. Thì cái đó đó ông không quan tâm đâu các bạn. Michael Saylor đã từng được phỏng vấn nhiều lần và ông đã nói một câu đó rất là kinh điển đó chính là ông sẽ vui vẻ mãi 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 đu đỉnh trong thị trường này tại vì ông tin là Bitcoin không có đỉnh, Bitcoin sẽ tăng và tăng mãi ít ra đó chính là cái lòng tin của Michael Saylor. Đây là một cái clip cũng lâu rồi các bạn trên màn hình đương nhiên bên tay phải đó chính là Michael Saylor, bên tay trái là Tucker Carlson. Tucker Carlson gần đây cũng đã không có còn làm việc cho đài Fox News nữa. Bây giờ đã có một cái kênh riêng ở trên X nhưng mà để thuận Khiếc cái clip ngắn này về các bạn nó 6 giây mà thôi. So you're yeah, I'll be buying at the top forever. Khi bạn đã nghe rồi đó, ông sẽ mãi mua định các bạn. I will be buying at the top forever. À, nhưng mà mới nghe qua đã có thể nghe thấy là quá mạo hiểm như mình thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video trước đây. Đó chính là cái chiến lược của Michael Saylor như thế nào. Trên chân bản đó, ông đã nghĩ ra một cách để mà in cổ phiếu của công ty đổi lấy Bitcoin các bạn bằng cách là bán những cái trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu được ở cái mức lãi suất cực kỳ thấp. Và đợt này đó chỉ có mức lãi suất là 2.25% mà thôi các bạn có thể nghĩ lãi suất bây giờ của Fed á, còn cao hơn cái mức này nữa các bạn lãi suất của Fed bây giờ đã là 5.25% rồi và các bạn biết là khi mà các bạn vay mượn bên ngoài đó thì lãi suất nó sẽ được đôn lên giống như là 7.8 trong khi mà lãi suất của trái phiếu của MicroStrategy chỉ, chỉ có 2.25% mà thôi các bạn. Nhưng mà nào mà không hiểu MicroStrategy làm gì đó thì có thể xem video thường đã chia sẻ cách đây 2 ngày. Và chúng ta cũng thấy được là đối với lại thị trường bây giờ đó thì chúng ta cũng không có những cái tin tức gì xấu hết các bạn thậm chí chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới mà thôi và nếu như nói về mặt giá cả đó thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy giá bây giờ là 66.000 đô trong khi mà chúng ta thấy là cái tỷ hai tháng đã từng có một cái đỉnh mới là 73.000 đô thì các bạn có cảm thấy là uh, giá bây giờ đó thì cứ đi ngang như vậy hoài rồi uh, vẫn không có thể nào mà đạt cái đỉnh mới được trong vòng 2 tháng qua thì các bạn cảm thấy là nhàm chán nhưng mà trên căn bản các bạn cũng đã từng nghe thùng chia sẻ về chu kỳ mỗi 4 năm đó thì trên căn bản chúng ta cũng đã đi trước về mặt giá cả đó cũng đã 8 tháng rồi các bạn chúng ta cũng đã thấy là cái đỉnh mới đã được tạo trước khi mà có Bitcoin halving các bạn đó là một lịch sử mới tại vì trước đây đó chưa bây giờ chúng ta có một cái đỉnh mới trước khi halving hết Bitcoin 2 mình xong rồi đó khoảng chừng 8 tháng sau thì chúng ta mới có đỉnh mới. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta tính theo chu kỳ mà 4 năm thì cái mức giá hiện bây giờ là khoảng 66 67 000 69 000 Chúng ta sẽ không thấy cái mức giá đó cho đến gần cuối năm nay. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã thấy đỉnh mới và giá bây giờ đã là 66 000 thì chúng ta cũng đã đi trước uh, nhiều tháng rồi các bạn Đó là một cách nhìn theo từng chu kỳ Cũng như là nếu như các bạn trở lại một năm trước Mà thường nói với các bạn là vào tháng 6 của năm nay Giá Bitcoin sẽ lên tới 66.000 đô thì các bạn sẽ cảm thấy là thùng quá bullish nhưng mà đó đã là sự thật bây giờ rồi nhưng mà nhiều bạn sẽ cảm thấy đâu được vui tại vì chúng ta cũng đã từng chứng kiến một cái đỉnh mới kinh đây hai tháng nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn đi thì Align Bernstein các bạn đây là một trong những công ty quản lý đầu tư cũng rất là lớn và họ rất là bullish về Bitcoin các bạn họ đã có một cái bài chia sẻ nghiên cứu cũng khá là sâu nhưng mà đó tóm lại đó thì họ vẫn tiếp tục bullish cũng giống như ngân hàng Standard Chartered và nhiều những công ty khác họ vẫn nghĩ là giá Bitcoin đó có thể đạt được cái mức lên tới 200.000 đô từ đây cho đến năm sau các bạn và họ nghĩ năm sau sẽ một năm mà đầy sôi động còn về dài hạn đó thì họ nghĩ giá bitcoin có thể đạt tới cái mức là một triệu đô la các bạn tương tự như là michael saylor tương tự như là kathy wood nhưng mà họ nghĩ là chúng ta phải đợi khoảng chừng là gần 10 năm các bạn năm 2033 thì lúc đó giá bitcoin mới đạt được là một triệu đô la có thể đạt được một triệu đô la hay là không đó thì các bạn đã nhớ là cách đây nhiều năm đó thường thường hay chia sẻ với các bạn là một ngày nào đó nếu như mà giá đạt được một triệu đô la đó thì thế giới đó không biết như thế nào các bạn tại vì lúc trước chúng ta nói tới giá bitcoin chỉ có vài ngàn đô mà thôi thì nói tới một ngày nào đó đạt được một triệu đô la thì nghe nó rất là xa xôi các bạn nhưng mà cái mức giá bây giờ đã là 66.000 đô rồi trước đây thì chúng ta nói tới cái mức giá 100.000 đô đó cũng là mức giá mà nhiều người không thể tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta nhìn thấy mức giá 66.000 đô và cái sự tăng trưởng Bitcoin đó mỗi năm vài chục phần trăm là điều hoàn toàn có thể. Cho nên trong thời gian một năm đó giá Bitcoin đạt được 100.000 đô đó là một điều mà không gì gọi là không thể hết các bạn. Và từ 100.000 lên tới 1 triệu đó là nhân 10 lần. Thì không phải là không thể các bạn nhưng mà câu hỏi quan trọng hơn là tới năm 2033 với lạm phát đó thì một triệu đô la đáng giá bao nhiêu chúng ta có thể nghĩ một triệu đô la bây giờ so với một triệu đô la trước khi mà có dịch bệnh trước khi mà có nhiều tiền được in ra vào năm 2020 thì nó đã khác biệt rất nhiều rồi các bạn một triệu phú bây giờ đó không có nghe như là một cái gì đó nó quá lớn lao giống như là khi mà thuận còn đi học các bạn lúc mà những năm như là 2008 2009 thì nghe triệu phú nó nghe như là wow một người mà có thể sở hữu là một triệu đô la hay là vài triệu đô la là con số quá lớn Bây giờ các bạn nhìn thấy được là bất động sản ở Cali các bạn mua một căn nhà ở quận Cam bây giờ rồi thì trung bình một triệu đô la là một căn nhà gọi là bình thường thôi các bạn. Không phải đâu căn nhà nào gọi là xa hoa hết <laughs> nhưng mà nào mà xem YouTube thôi các bạn thấy à, có những cái căn nhà bán ở Cali đó thậm chí nhiều bạn nói là căn nhà một triệu một triệu mấy mà sao nhìn cũ quá nhưng mà đó là giá nhà hiện bây giờ ở quận Cam Cali các bạn nói, nó rất là mắc cho nên một triệu đô la bây giờ so với cái đây vài năm đã khác rồi chứ đừng nói tới một triệu đô la bây giờ mà phải đợi tới 9 năm sau cho nên câu hỏi quan trọng hơn đó không phải là bitcoin có đạt được cái mức 1 triệu đô la hay là không câu hỏi quan trọng hơn là một triệu đô la lúc đó đáng giá như thế nào và chúng ta cũng có một cập nhật lớn liên quan tới ethereum spot etf à, chúng ta thấy được là bloomberg eric và tunis à, thì đã cho biết đó là ngày hôm qua nhân viên của sec đã gửi phản hồi đơn s 1 cho các nhà phát hành Ether Spot ETF và cũng không nhiều sự thay đổi. Các bạn thấy được là bây giờ họ đang làm việc với những cái công ty để mà chuẩn bị ra mắt giao dịch. Nhưng mà trước khi mà ra mắt giao dịch, họ phải duyệt một cái đơn gọi là S1. Họ đã duyệt cái đơn 19B4 cách đây khoảng chừng là 2 tuần, 3 tuần gì rồi các bạn. Nhưng mà cái đơn đó, đó là giống như là họ thay đổi quy định để mà chấp nhận một cái sản phẩm gọi là Ether Spot ETF. Đơn S1 này đó là cái đơn mà nó có những chi tiết của những công ty, giống như là họ muốn phí bao nhiêu, họ thực hành giao dịch như thế nào, vân vân, thì cái đơn S1 này phải được duyệt trước khi mà giao dịch. Nhưng mà chúng ta thấy được là những thay đổi đòi hỏi bscc SEC cũng không có nhiều và không có gì gọi là quan trọng dựa theo Eric và của Bloomberg và yêu cầu những công ty phải chỉnh sửa và phản hồi trong vòng một tuần các bạn. Đây là một dấu hiệu rất là tốt và có khả năng. SEC sẽ thông qua vào tuần tới và chúng ta cũng thấy được bây giờ đã là ngày 15 tháng 6 rồi tuần tới như là khoảng ngày 20 mấy tháng 6 đó thì ước tính á, cái ngày mà có thể giao dịch đây là ước tính mà thôi các bạn không phải là ngày chính thức mà chỉ là ước tính cập nhật từ Bloomberg là đâu đó khoảng chừng ngày 2 tháng 7 nghĩa là có thể đầu tháng 7 các bạn khả năng là như vậy mà thôi chứ còn về việc những công ty này có nộp đơn đúng hẹn hay không đó thì đó là chuyện của mỗi công ty chứ còn bây giờ ước tính là như vậy thì cái này nó cũng đã lạc quan hơn rất nhiều so với những gì được chia sẻ bởi chủ tịch Gary Gensler ở thượng viện tuần vừa rồi thì cũng đã được hỏi đó là khi nào thì mới cho giao dịch Ether Spot ETF thì lúc đó Gary Gensler nói là đâu đó trong mùa hè này ông không nói rõ các bạn mùa hè đó là tới 3 tháng lận tháng 6, tháng 7, tháng 8 và thậm chí qua tháng 9 luôn các bạn thì tháng nào không nói rõ nhiều người nói là có thể phải đợi đến cuối hè tháng 9 mới cho giao dịch Nhưng mà bây giờ khả năng đó là có thể có giao dịch vào tháng 7 Đương nhiên nó cũng chảy một chút so với cái kỳ vọng là trong tháng 6 này Nhưng mà đây cũng là một tiến trình rất là tốt các bạn Và Ether Spot ETF đó, cái nhu cầu là bao nhiêu Đó là một dấu chấm hỏi các bạn Khi mà bắt đầu rồi chúng ta mới biết được Nhưng mà khi bắt đầu rồi chúng ta phải chờ đợi khoảng chừng là vài tuần Mới thật sự rõ cái mối quan tâm của phố Wall đối với Ether là bao nhiêu Chúng ta bây giờ vẫn thực sự không có rõ đâu Cho đến bây giờ đó tất cả đều xoay quanh Bitcoin hết các bạn Chúng ta thấy được là Michael chỉ chưa, quan tâm đến Bitcoin Chúng ta thấy những công ty như là chúng ta nói tới Tesla đó, Họ cũng lưu trữ Bitcoin mà thôi Những công ty phố Wall họ cũng thường xuyên nói về Bitcoin Bitcoin và Bitcoin mà thôi các bạn Họ không có nói nhiều về coi thì Ethereum là cái đồng có vốn hóa lớn thứ nhì đứng sau Bitcoin các bạn và cũng được nhiều cái sự ủng hộ đến từ nhiều công ty thì bây giờ đó chúng ta sắp sửa có Ether Smart ETF hãy xem coi là cái nhu cầu lớn hay là không nhiều các bạn à, các bạn thấy được bây giờ có hai cái luồng tư tưởng nó hoàn toàn trái ngược với nhau một bên nghĩ là mọi người đó có thể đã đoán sai rồi, cái nhu cầu cho Ether Spot ETF có thể là cực kỳ lớn luôn. Một người khác đó thì nói là không đâu Ether Spot ETF sẽ không có volume hay là có cái số lượng người sở hữu nhiều như là Bitcoin được đâu. Chúng ta phải đợi mới biết được. Nhưng mà các bạn có Ether hay không đó thì cũng không quan trọng nhưng mà các bạn cần phải quan tâm đến cái sự thành công của Ether Spot ETF. Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như mà Ether Spot ETF mà không thành công đó, giống như là không thu hút được nhiều cái dòng tiền đến cái quỹ này thì nếu như mà Ether đã là đồng lớn thứ nhì được nhiều người biết đến rồi mà không có thu hút được cái dòng tiền thì đừng nói đến những đồng nhỏ hơn các bạn chúng ta thấy được bây giờ có rất là nhiều những cái sự suy đoán là kế tiếp chúng ta sẽ có Solana ETF chúng ta sẽ có thậm chí là Alter Hayes của BitMEX ấy, thì nói là chúng ta sẽ có Dogecoin ETF rồi nói chúng ta sẽ có XRP ETF vân vân và vân vân cái mà quan trọng hơn các bạn nên hiểu đó là những công ty forward họ không có đảnh cho các bạn lý do tại sao mà họ ủng hộ crypto bây giờ tại vì họ đã tìm được cách để có thể kiếm được lợi cho họ cho nên họ mới ủng hộ bây giờ chứ đâu phải là họ ngủ đêm tới sáng rồi họ nói là ồ thì ra là xưa giờ tôi đã nói sai về bitcoin rồi bitcoin quá tốt là phi tập trung không có công ty trung gian vân vân cho nên bây giờ đó tôi đã hoàn toàn tin tưởng và tôi sẽ ủng hộ và cung cấp dịch vụ cho bitcoin đâu phải đâu các bạn họ đã tìm ra cách để mà kiếm lợi nhuận trong thị trường này cho nên lợi nhuận đó là thứ mà quan trọng nhất cho nên chúng ta cần phải thấy được sự thành công của ether Sport etf cho dù là bạn thích ether hay không thích ether cho dù là bạn có ether hay không có bạn cũng nên mong là chúng ta có ether spot ETF thành công tại vì chỉ như vậy chúng ta mới có những cái ETF kế tiếp tại vì nếu như mà không kiếm được tiền từ ether spot ETF đó, thì chắc phải lâu lắm chúng ta mới có những cái quỹ ETF khác chúng ta thấy được là có nhiều người đã nói là trong năm nay có thể có uh, Solar Solana ETF thì cũng chưa chắc đâu các bạn có rất nhiều điều chúng ta cần phải nghĩ đến thứ nhất là lợi nhuận đến từ phố Wall và thứ hai nữa đó là chúng ta nên biết đến bây giờ Ether và Bitcoin đã chưa bao giờ được gọi là chứng khoán mặc dù là có nhiều tin đồn nhưng mà chúng ta nên biết là Chủ tịch Gary Gensler và tất cả mọi người trong SEC chưa bao giờ nói y từ là chứng khoán hết đó là một sự khác biệt rất lớn trong khi là nhiều đồng khác Cardano, Solana đều đã từng được gọi là chứng khoán rồi chỉ có một đồng duy nhất đã bị gọi là chứng khoán nhưng mà bây giờ đã chứng minh là không phải trước tòa án đó chính là đồng XRP mà thôi nhưng mà cái nhu cầu để mà sở hữu XRP ở phố nhiều tôi cũng không biết đâu các bạn à, tới cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là Ether Spot ETF nó phải thành công thì chúng ta mới tiếp tục có những cái ETF khác đó là điều quan trọng nói tới Solana đã thì có một cái thông tin được chia sẻ cuối tuần này Solana Labs đã ra mắt nền tảng gọi là Bon các bạn nền tảng này sử dụng blockchain để mà tăng cường sự gắn kết khách hàng cho các thương hiệu thông thuộc lĩnh vực crypto Bon tạo ra bản sao khi được số và sản phẩm số giới hạn giúp theo dõi sản phẩm khi được bán lại hoặc tặng đi tăng cường lòng trung thành của khách hàng nói chung đây là một cái dịch vụ để có thể là theo dõi ai là sở hữu sản phẩm nào và có một lịch sử trên blockchain nền tảng này đó thì không yêu cầu kiến thức blockchain từ khách hàng hoặc là thương hiệu bond thu hút khách hàng từ cộng đồng Solana đặc biệt là những giới trẻ các bạn thế hệ Millennials và Gen Z nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại nói tới một số những cái thông tin nó có cái sự ảnh hưởng dài hạn hơn đi và nó rất là thú vị các bạn. Có một cái email đã được rò rỉ ra ngoài các bạn. Email đó nói gì? Email đó là liên quan đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden và cho thấy đó là chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự buổi hội thảo Bitcoin với các quan chức quốc hội chủ chốt ở Washington DC các bạn. Và cuộc họp này thì đề xuất bởi dân biểu Rokana của Cali các bạn và dự kiến thảo luận về cách hỗ trợ sự đổi mới Bitcoin và Blockchain ở Hoa Kỳ. Buổi hội thảo dự kiến sẽ có cái sự tham gia của những quan chức chính quyền của Tổng thống Joe Biden, Hạ viện và Thượng viện cùng với tỷ phú Mark Cuban. Và các bạn thấy Bitcoin đã trở thành một đề tài chính trị ngay càng được quan tâm nhiều hơn rồi. Và đương nhiên các bạn thấy được là Mark Cuban là một trong những tỷ phú mà gần đây đã rất là lớn tiếng. Nói là nếu như mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden cứ tiếp tục coi đường như vậy, tiếp tục tin tưởng cách quản lý của SEC, tiếp tục nghe lời những người như là Thượng nghị sĩ Warren hay là dân biểu Brad Sherman những người mà chống đối bitcoin đó thì có thể sẽ phải trả giá rất đắt trong cuộc bầu cử này tại vì rất nhiều người dân trẻ tuổi ở hoa kỳ sử dụng hay là lưu trữ crypto cho nên cần phải cẩn thận trước khi mà ông ra bất cứ một quyết định nào và các bạn thấy được là có bao nhiêu người dân hoa kỳ sau crypto sẽ đi bỏ phiếu và họ chỉ quan tâm đến crypto thì không biết các bạn bản thân thường đương nhiên là một người đó rồi nhưng mà còn lại bao nhiêu thường không ai biết nhưng mà điều quan trọng hơn đó là cho dù là cái phiếu bầu không nhiều hay là nhiều nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết á là cái tiền đến từ những công ty crypto các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là à, cựu tổng thống Donald Trump gần đây cũng đã kết nối với thị trường này đó càng ngày càng sâu hơn, đã gặp mặt và có cái buổi hội nghị với những cái công ty đào bực khôi đến San Francisco được hỗ trợ bởi rất là nhiều những công ty liên quan đến công nghệ và liên quan đến crypto để có thể có được cái số tiền quyên góp cực kỳ lớn các bạn, không phải là một con số nhỏ đâu. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là Trump đã tiếp tục lớn tiếng ủng hộ thị trường crypto này. Chúng ta có thể nhìn thấy được ông đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình là ủng hộ crypto ở West Palm Beach, Florida các bạn. Chúng ta có thể xem clip ngắn này cũng 26 giây mà thôi. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp. To further secure America's future and create opportunity for young people, I will end Joe Biden's war on crypto and we will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America. We're going to keep it right here and a lot of it's going to be done right here in Florida. Right? đó là cái sự chia sẻ đến từ cựu tổng thống donald trump các bạn trước đây đó thì các bạn thấy khi ông còn là tổng thống thì ông có quan điểm là không ủng hộ các bạn nói chung đó thì ông không ủng hộ về một cái phương diện đó chính là ông nghĩ bitcoin sẽ cạnh tranh với đồng đô la nhưng mà sau khi mà không còn là tổng thống nữa đó thì từ từ đã thay đổi quan điểm các bạn từ không thích đến không quan tâm rồi đến là không không thích cũng không phải là không thích rồi bây giờ chuyển qua là ủng hộ rất rõ ràng luôn và đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là bên chính quyền joe biden cũng đang muốn hướng tới ủng hộ thị trường này nhưng mà có phải quá chảy hay không các bạn điều quan trọng hơn đó tôi nghĩ nếu như mà tổng thống joe biden muốn có cái phần ủng hộ đến từ crypto đó thì ông phải hứa hẹn một điều nhưng mà tới giờ đó ông vẫn chưa có muốn nói đâu các bạn đó chính là gì đó chính là nếu như mà ông tái đắc cử thì ông sẽ thay đổi sec nhất là người đứng đầu của SEC các bạn để có một SEC ủng hộ thị trường này nhiều hơn điều đó đó vẫn chưa có được đề cập đến bởi chính quyền Biden hay là ông nói là những cái dự luật mà ủng hộ thị trường này thì ông sẽ ký hai điều này là hai điều mà ông vẫn chưa nói các bạn nếu như mà ông có chờ đợi như vậy hoài ra thì một tháng 2, tháng 3, tháng nữa chúng ta đến tháng 9 rồi các bạn chúng ta đã bắt đầu đi vào cái mùa bầu cử rồi thì có thể đã quá trễ Trump đã đi trước ông nhiều bước trong cái lĩnh vực ủng hộ crypto rồi và đương nhiên tất cả là vì lợi ích các bạn điều đó cũng không có quan trọng đâu nhiều bạn nói là chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi cũng không quan trọng các bạn bitcoin là một cái mạng lưới mà dựa trên lợi ích mà thôi Đó là lý do tại sao mà bạn lưới Bitcoin đó Ngày lại càng vững chắc các bạn Từ ngày đầu tiên tới bây giờ Càng ngày Bitcoin càng vững chắc hơn Tại vì đó là một cái hệ thống chỉ dựa vào lợi ích Đâu có ai nói là mình thích Bitcoin Mình muốn bảo vệ mạng lưới Bitcoin Cho nên mình tham gia đào rồi các bạn Và không có ai năn nỉ Người nào đào Bitcoin hay mua Bitcoin hết các bạn Người ta tham gia vào đạo Bitcoin tại vì người ta kiếm được lợi ích các bạn, kiếm được tiền. Người ta tham gia vào để mà lưu trữ những cái nô tại người ta chạy những cái dịch vụ như là mạng lưới tầng hai network ở trên mạng lưới đó và có thể kiếm được tiền, có thể kinh doanh được. Người ta tham gia vào mua Bitcoin vì họ nghĩ là Bitcoin có thể là một tài sản lưu trữ giá trị, một cách để mà đa dạng hóa danh mục tư của họ hay là họ có thể siêu Bitcoin như là tiền tệ ở những quốc gia như El Salvador. Có rất nhiều lý do các bạn, một công ty họ lưu trữ Bitcoin tại vì họ tin Bitcoin sẽ tăng trưởng và giữ được giá trị tốt hơn là những tài sản khác. Và các bạn thấy được những t phú ủng hộ Bitcoin tại vì có thể kiếm ra được tiền khi mà họ cung cấp những dịch vụ. Nhưng mà cũng chính vì lý do đó đó khiến cho chúng ta thấy là thị thống Bitcoin và thị trường Bitcoin hay sinh thái Bitcoin ngày lại càng vững chắc hơn. Và những chính trị gia họ ủng hộ Bitcoin tại vì họ muốn tiền nguyên góp cũng như là họ muốn cái sự ủng hộ đến từ giới trẻ các bạn. Tại vì giới trẻ từ từ sẽ trở thành những người lớn tuổi hơn. Những người lớn tuổi hơn bây giờ đó là những người mà họ nắm tiền và nắm quyền các bạn. Nhưng mà các bạn nên biết là một ngày nào đó thì những người lớn tuổi đó cũng sẽ phải nhường lại quyền và tiền cho những người trẻ tuổi hơn. Là những người bây giờ các bạn sẽ từ từ trở thành 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi và cái tư tưởng họ bây giờ ra sao đối với crypto thì các bạn cũng đã biết rồi. Cho nên một cái hệ thống mà chỉ dựa vào lợi ích là một hệ thống mà cực kỳ bền vững đối với Thuận. Và chúng ta hãy nói tới một số những thông tin ở bậc khác đi thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin Spot ETF đương nhiên từng nhiều rồi là một tuần mà khiến cho nhiều bạn cũng thất vọng các bạn. Chúng ta có 5 ngày mà 4 ngày đã có dòng tiền âm rồi dòng tiền âm nó xảy ra vào ngày thứ hai thứ ba rồi ngày thứ năm thứ sáu các bạn dòng tiền dương nó chỉ đến từ một ngày mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là dòng tiền dương là 100 triệu nhưng mà dòng tiền âm nó chúng ta đã có tổng cộng cộng mấy cái này lại là hơn con số đó rất là nhiều nhưng mà có một điều thú vị đó các bạn thấy được là cho dù quỹ nào bán đi nữa Có một quỹ vẫn không bán đó chính là quỹ của BlackRock các bạn Tuy là họ không có mua nhiều Nhưng mà các bạn thấy họ vẫn có cái dòng tiền vào Trong tuần qua ngoại trừ có một ngày duy nhất là có 0 đô la Nhưng mà còn lại đó thì vẫn có dòng tiền dương Trong khi mà rất nhiều quỹ bán Và tính từ khi bắt đầu tới bây giờ đó Từ tháng 1 tới bây giờ Thì BlackRock IBIT Nghĩa là quỹ Bitcoin Smart ETF của BlackRock đó Là cái quỹ duy nhất mà chỉ có một ngày Có dòng tiền âm mà thôi các bạn Còn lại là 0 đô la hay là dòng tiền dương Và giám đốc đầu tư của BlackRock Nghĩa là CEO đó thì cũng đã lên tiếng chia sẻ về cảm nhận của ông cũng có thể là cảm nhận của công ty BlackRock về blockchain tư nhân, và blockchain công cộng thì blockchain tư nhân đó là một cái blockchain mà được tạo ra bởi một công ty, à, không có phải là ai cũng tham gia được các bạn cần phải được xin phép và được chấp nhận mới được tham gia vào nó gọi là permission blockchain các bạn còn blockchain công cộng nó giống như là bitcoin, ether vân vân thì các bạn có thể tham gia vào ai cũng có thể tự chạy máy nô và tất cả đều công khai hết thì chúng ta cũng thấy được là có rất nhiều sự tranh cãi giữa blockchain tư nhân và blockchain công cộng cách đây vài năm các bạn tới bây giờ đã hầu như ai cũng hiểu rồi blockchain công cộng mới là tương lai các bạn tư nhân thì cũng có thể sử dụng được nhưng mà nó có rất nhiều hạn chế và đối với thuần đó, blockchain tư nhân nó chỉ là một cái cơ sở hạ tầng đầy rắc rối mà thôi Tại vì có thể có một cái cơ sở hạ tầng tập trung bây giờ vẫn hoạt động được các bạn nếu các bạn sử dụng như blockchain thì lại càng rắc rối hơn vài năm trước đó thì đề sự chia sẻ đến từ giám đốc đầu tư của BlackRock vài năm trước chúng tôi nghĩ rằng các blockchain riêng tư có quyền truy cập sẽ dẫn đầu bây giờ chúng tôi nhận ra là các blockchain công cộng là tốt hơn càng ngày BlackRock càng bullish về thị trường crypto này các bạn Và các bạn thấy là mỗi ngày chúng ta nhìn con số âm như vậy Cả tuần qua đó nhiều bạn cảm thấy là cũng hơi nản một chút Nhưng mà các bạn nên biết là trước đó cả tháng đó là dòng tiền dương rồi Và khi zoom ra các bạn mới thấy được ồ oh, những cái chúng ta quan tâm đến đó, khi mà nhìn vào cái số lượng tiền được quản lý bởi những công ty này ra thì nó tăng theo thời gian có những cái thời điểm như thế này người ta sẽ có những dòng tiền ra nhưng mà tới cuối cùng chúng nhìn thấy là zoom ra cái dòng tiền được quản lý ngày lại càng tăng lên và cái sự hứng thú đó thì không giảm các bạn ngay cả những lúc như thế này các bạn nhìn thấy là cái volume thì vẫn tiếp tục tăng lên và tiếp tục tăng lên từ khi bắt đầu tới bây giờ và chúng ta cũng thấy được là có những cái câu hỏi bây giờ là ai đang bán vân vân tại sao chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó thì tuần này là một tuần mà cũng không phải là tăng mạnh hay gì hết các bạn. À, chúng ta nhìn thấy được chỉ số Dow Jones thì kết thúc tuần này coi như là cũng không có thay đổi nhiều. À, và chúng ta lại nhìn thấy là thị trường Bitcoin đó crypto lại có cái lực bán thì ai đang bán hiện bây giờ thì có rất nhiều những cái sự chia sẻ các bạn nhìn thấy được là như trên màn hình đó, thì Marty party đã chia sẻ đây là cái biểu đồ đến từ Glassnode thì đây là cái biểu đồ gọi là coin days destroy các bạn hay gọi là cdd thì hiểu đơn giản đó mỗi lần mà chúng ta thấy là cái đường mà màu vàng trên màn hình đó, hay là màu cam thì các bạn nhìn thấy được là khi cái đường này tăng lên có nghĩa là chúng ta có những cái bitcoin cũ hơn di chuyển đây là cái tài liệu on-chain mà thôi và cái đường màu trắng đó chính là giá của Bitcoin. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là mỗi lần mà có sự tăng trưởng như vậy có nghĩa là những Bitcoin cũ đã di chuyển các bạn tại vì họ sẽ lấy cái số lượng di chuyển nhân cho cái số ngày. À, có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta có những cái dấu hiệu là những Bitcoin cũ hơn được di chuyển gần đây và có khả năng đó chính là cái lực bán chúng ta đang chứng kiến. Nhưng mà có nhiều người cũng chỉ ra rồi à, chúng ta cũng đã có cái sự phát triển của Bitcoin Smart ETF và chúng ta cũng thấy được là GBTC đó, Ratio Bitcoin là một cái quỹ mà đã có rất là nhiều năm rồi Các bạn có thể nói là gần như là 10 năm trước đây đã có rồi à, Và bây giờ đã chuyển thành Bitcoin Spot ETF Thì những cái số lượng Bitcoin đó Khi mà được bán đó, thì họ có thể di chuyển Từ một cái ví đã có rất lâu rồi Cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này xảy ra mà thôi cái đó chúng ta không biết được chắc chắn các bạn nhưng mà có một điều chúng ta biết chắc chắn đó chính là có những cái bitcoin cũ hơn đã được di chuyển gần đây và có nhiều bạn hỏi là giá đào bitcoin hiện giờ là bao nhiêu tại vì chúng ta thấy được là có nhiều cái nhận định đến từ giống như là ceo của crypto một công ty mà cũng cung cấp những cái dữ liệu on chain thì nói là có khả năng chúng ta thấy lực bán đến từ những cái thợ đào tuy là những cái tài liệu vẫn không có rõ ràng về điều này các bạn nhưng mà có nhiều bạn hỏi thuận là đào một bịch không bao giờ đã giá là bao nhiêu cái này đó thì rất khó tính các bạn tùy vào bạn đào bịch không ở đâu khí hậu như thế nào giá điện ra sao tiền nhân công tiền thuê mặt bằng vân vân nhưng mà có một cái trang web là micro macro các bạn thì họ đã chia sẻ cái thông tin trung bình đào một bitcoin bao nhiêu thân cũng chưa rõ họ tính như thế nào nhưng mà họ tính cái giá cũng khá là cao đó các bạn các bạn có thể nhìn thấy khi mà thường zoom ra đó thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì cái mức giá họ ước tính bây giờ đó tính cho đến ngày 13 tháng 6 kinh tế hai ngày là trung bình tốn tới 83.666 đô để đào một bitcoin các bạn mức này cũng khá là cao tại vì thường thấy được là nhiều nơi đó thì họ thống kê cách đây cũng vài tháng đâu đó là khoảng chừng 20.000 đô cái mức này đó thì rất là cao luôn các bạn nhưng mà nếu như là sự thật đó mà tốn trung bình 83.666 đô thì đã cao hơn cả cái mức giá bitcoin hiện tại thì chỉ có hai điều xảy ra mà thôi các bạn thứ nhất đó chính là những cái công ty đào lớn đó họ đào với cái mức giá này thì họ sẽ không bán họ sẽ giữ bitcoin trở lại làm giảm đi cái nguồn cung trên thị trường tại vì họ sẽ đợi cái giá cao hơn để mà bán chứ nếu không họ bán sẽ bị lỗ và có khả năng những công ty lớn đó như chúng ta đã từng nói đến là có nhiều công ty họ không bán bất cứ bitcoin nào sau bitcoin hạ bình luôn tại vì họ biết sẽ có những cái trường hợp như thế này xảy ra sau bitcoin Haven cho nên họ đã bán trước đó rồi để có tiền giữ trữ để không cần bán lúc này nhưng mà trường hợp thứ hai đó là những công ty nhỏ hơn các bạn thứ nhất là họ đã bị ảnh hưởng bởi bitcoin Haven. sau khi mà có bitcoin Haven rồi đó thì cái thu nhập của họ bị giảm đi trung bình là phân nửa mà giá bitcoin đó cũng như vậy nhưng mà cái chi phí đào lại tăng lên sẽ dẫn đến họ sẽ không muốn đào nữa các bạn và có khả năng họ sẽ bán bitcoin của mình cùng với là những cái máy đào thì đây là cái khả năng được nói đến bởi Crypto CEO và đó cũng có thể là cái lý do tại sao chúng ta thấy là cái chỉ số CDD nó lại tăng lên như thế này những cái bitcoin cũ hơn được di chuyển cũng có thể các bạn không ai biết chắc chắn được nhưng mà nếu đó là sự thật đó, thì nhiều người nhận định là đây là một cái hiện tượng tạm thời mà thôi chúng ta cũng sẽ qua được cái thời gian này các bạn chúng ta cũng đã có nhiều thời gian bitcoin bị giữ lại ở mức mức nào đó các bạn giống như chúng ta thấy bitcoin hàng ngàn hai ba tháng cũng đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi chúng ta có nên lo lắng về cái tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin hay là không như là tốc độ tính toán đó thì các bạn thấy được là khi chúng ta zoom vào chúng ta nhìn thấy được là wow sau cây Bitcoin bình bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 thì cái đường màu xanh này đã đại diện cho cái tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin thì chúng ta nhìn thấy được là tốc độ tính toán đó đã, đã giảm xuống thì có phải mạng lưới là không an toàn nữa hay là không thì cái đó là các bạn zoom vô mà thôi chứ còn khi các bạn zoom ra các bạn thấy được là trong lịch sử đó chúng ta có rất ít thời điểm mà cái tốc độ tính toán trong lửa bịch hồi giảm mạnh cho bạn thường là những cái sự kiện liên quan tới là Trung Quốc cấm đào hay là gì đó dẫn đến là những thời đào họ phải tắt máy rồi họ đem ra chỗ khác nhưng mà sau đó họ lại mở máy trở lại và chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này lại tiếp tục tăng trưởng và chúng ta thấy được là đây là một trong những cái biểu đồ rất là thú vị tại vì cho dù giá Bitcoin như thế nào cái đường màu đen như thế này chúng ta nhìn thấy tốc độ đào đó có nghĩa là cái tốc độ tính toán thì vẫn tiếp tục tăng lên và tăng lên theo thời gian các bạn chứ không có phải là giảm xuống cho nên khi zoom ra đó thì những gì chúng ta chứng kiến cũng không giờ là quá đặc biệt đâu đương nhiên sau khi mà có Bitcoin hai bình chúng ta từng nói đến sẽ có một số thời đào họ sẽ không đào nữa dẫn đến họ tắt máy đào dẫn đến là cái tốc độ tính toán trên mạng lưới đó sẽ bị giảm xuống các bạn nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến mà là đâu tại vì chúng ta nhìn thấy được là khi mà chúng ta có ít tốc độ đào hơn dẫn đến là độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh xuống các bạn hai cái nữa đi song song với nhau nó có một sự trì hoãn là trung bình khoảng chừng 2 tuần nhưng mà đó là lý do tại sao mà khi mà có nhiều người đó họ tham gia vào đào tốc độ tính toán thì mà lượng tăng lên nhưng mà cái số lượng Bitcoin đào ra cũng cỡ đó mà thôi không có tăng nhanh được tại vì khi mà có nhiều tốc độ tính toán trên mạng lưới đó nhiều hash rate thì độ khó đào lại tăng lên các bạn dẫn đến tất cả đều trở về trung bình là khoảng 10 phút một block cho nên khi mà zoom ra đó thì bây giờ chưa có gì lo, lo lắng hết các bạn Và thậm chí như gì mà xảy ra trong đợt hai bên này đó Nó còn nhẹ hơn là những đợt trước đó Những đợt trước đó chúng ta có nhiều sự lo lắng hơn Cái số lượng tốc độ tính toán hashrate giảm nhiều hơn lần này đó thì chưa có gì đáng kể hết các bạn và với cái mức giá hiện tại đó chúng ta có thể nhìn thấy được là tài liệu được chia sẻ bởi Classno đó có bao nhiêu Bitcoin đang có lời thì chúng ta sẽ zoom vào các bạn thấy được chúng ta đương nhiên đã rời khỏi dùng màu đỏ rồi bây giờ mức là 85% hiện tại các bạn ở mức là 66.000 đô và nói tới Bitcoin Spot ETF đó thì các bạn thấy là tuy ở Hoa Kỳ Chúng ta không có một cái sự lạc quan tuần vừa rồi Những tuần trước đó thì rất là tốt các bạn Tuần vừa rồi thì đã có dòng tiền rời khỏi Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có Một cái sự hỗ trợ đến từ những quỹ ETF Những quốc gia khác các bạn như là Úc Thì quỹ Monochrome đó, Họ đã thông báo là đến bây giờ Sau hơn vài ngày giao dịch Thì họ đã lưu trữ tổng cộng là khoảng 46 Bitcoin các bạn Nghĩa là khoảng chân dần, dần 5 triệu đô la Úc Nghĩa là khoảng hơn 3 triệu đô la Hoa Kỳ à, Thì các bạn thấy được là sau 10 ngày thì con số này không quá đi nhiều các bạn 46 Bitcoin thì nói chung tấm đồng này thì những HODL cũng xin nhận các bạn Cũng là một cái khởi đầu tốt Nhưng mà chúng ta có những thông tin tốt hơn Chúng ta có thông báo đến từ T-Mobile Deutsche Telekom các bạn Đây là cái chi nhánh T-Mobile Thế không biết là ở Đức Thì họ đã thông báo đó là họ dự định bắt đầu đạo Bitcoin Và cái chi nhánh T-Mobile ở Đức thì đã vận hành một cái Bitcoin Lightning Node từ năm 2023 tới bây giờ rồi các bạn đã một năm rồi cho nên họ cũng không phải là cái gì quá xa lạ đối với thị crypto này và đương nhiên mạng lưới Lightning Network là mạng lưới tầng 2 của Bitcoin các bạn và thêm vào đó họ cũng là validator trên Polygon và Fetch.ai T-Mobile đó là công ty cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở Hoa Kỳ à, các bạn thấy thấy được là tùy theo các bạn nhìn vào trang web nào nhưng mà hiện bây giờ đó thì T-Mobile là công ty lớn nhất hiện tại về tin tức khác đó chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ El Salvador các bạn thì à, tổng thống Nayib Bukele Guel Salvador cũng đang đề xuất việc thành lập ngân hàng đầu tư tư nhân để mà phục vụ cho Bitcoin và các nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng này sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính và có ít hạn chế hơn cho các nhà đầu tư crypto. Thì cái này nghe qua nó có vẻ như là một cái thông tin nó cũng thông thường mà thôi các bạn. El Salvador ủng hộ Bitcoin thì ai cũng biết rồi. Và họ cũng có những cái chiến lược lớn hơn như là thành phố Bitcoin, đào Bitcoin dùng núi lửa rồi bán trái phiếu Bitcoin vân vân. Thì bây giờ đó họ muốn tổ chức một ngân hàng thì cũng không vừa là quá lớn lao. Nhưng mà chúng ta cần phải nghĩ xa một chút các bạn các bạn có nhớ là năm ngoái và nhiều năm trước đó, chúng ta đã nói tới một cái sự kiện gọi là Operation Choke 2.0 nghĩa là cái sự kiện điểm nghẹt thở thì đó là một cái chiến lược đến từ chính quyền của Joe Biden các bạn và chiến lược này là sử dụng quyền lực của Nhà Trắng thông qua những cái đơn vị như là FDAC hay là SEC để mà đàn ép thị trường này các bạn nhưng mà không phải là trực tiếp mà để gián tiếp thông qua những ngân hàng nếu như mà những công ty crypto họ không có tiếp cận được với là những ngân hàng đó thì họ làm sao hoạt động được các bạn họ vẫn phải phải có cách để mà cho khách hàng của họ có thể nạp tiền vào trong thị trường crypto này, họ vẫn phải có cách cho khách hàng của họ để mà đổi crypto thành tiền pháp định, họ vẫn phải có tiền pháp định để mà trả lương nhân viên, đưa mặt bằng, vân vân. Cho nên nếu như mà một công ty mà không tiếp cận được với lại ngân hàng đó thì sẽ cực kỳ khó khăn đối với họ. Cái bạn cứ nghĩ chuyện gì đã xảy ra với lại sàn Binance US khi mà không có thể cho khách hàng trực tiếp gửi tiền từ khách ngân hàng vào trong Binance US nữa đó thì cái sàn đó hầu như rất ít người sử dụng bây giờ. Nếu như chỉ có crypto và crypto thôi đó thì rất khó khăn các bạn tại vì làm sao có thể mua được USDT thì đương nhiên họ phải đi mua một cái sàn khác mà nếu như họ đã mua sàn khác rồi thì họ cần gì phải mua USDT hay là USDC rồi gửi qua sàn Binance US để mà giao dịch các bạn. Họ giao dịch trực tiếp trên sàn Coinbase luôn thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn nhìn thấy được là nếu như mà có thể thông qua hệ thống ngân hàng để đàn áp thị trường này đó Thì đó là một cách rất là hiệu quả Đó chính là cái chiến lược điểm nhạc thở 2.0 Thì chúng ta có thể nghĩ đến như thế này các bạn El Salvador là một quốc gia mà không bị cấm vận Là một quốc gia mà cũng là đồng minh với lại Hoa Kỳ và nhiều những quốc gia khác Cho nên hệ thống ngân hàng của họ đó Thì vẫn nằm trong hệ thống SWIFT Vẫn có thể di chuyển xuống quốc gia được Cho nên đây cũng là một cái sự lựa chọn các bạn Lỡ như Bây giờ chúng ta hy vọng là tổng thống Joe Biden sẽ có một cái sự thay đổi lớn liên quan đến thị trường crypto này nhưng mà lỡ như mà họ vẫn muốn tiến tới để mà đạt thị trường này ra thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn khác nếu như mà chúng ta có ngân hàng chuyên về crypto ở Salvador và chúng ta cũng có cái cập nhật đó đến từ SEC các bạn. Họ nói là Terraform Labs và DoCon thì đã đồng ý trả hơn 4 tỷ rưỡi đô la tiền phạt cho SEC các bạn. Thường tưởng đâu là Terraform không còn tiền nữa. Là họ lấy đâu ra số tiền lớn như này các bạn. Và đương nhiên 4 tỷ rưỡi này đó là một phần là tiền bồi thường, một phần là tiền phạt. Tôi không có nhớ là cái tiền phạt là bao nhiêu cho Terraform Labs. Nhưng mà SEC đã, đã gửi một cái lá thư đến cho thẩm phán Taurus các bạn. Đây là cái thẩm phán trong cái dự kiện giữa Ripple và SEC. Và nói là SEC đã đang yêu cầu Ripple trả cái khoản dạng xếp là 102.6 triệu đô la. Đây là một cái sự thay đổi rất lớn với cái tiền phạt ban đầu lên tới 2 tỷ đô la các bạn. Và các bạn cũng đã nhớ đó là tuy XRP được phán không phải là chứng khoán nhưng mà công ty Ripple bán XRP trực tiếp những nhà đầu tư đó thì họ có những cái hợp đồng và hứa hẹn cho nên cái phần đó là chứng khoán và phải đóng phạt thì SEC đó cũng đã nói với thẩm phán đó là 102 triệu này đã hoàn toàn hợp lý với tình hình của công ty Ripple họ cũng đề cập đó là từ góc độ so sánh giữa mức phạt và doanh thu bán token thì mức phạt áp đặt lên Terraform Labs có vẻ ít hơn về tỷ lệ phần trăm nhưng mà lý do tại vì Terraform Labs thứ nhất đã phá sản và thứ hai họ đồng ý đốt toàn bộ số token còn lại ngược lại đó thì Ripple đến bây giờ vẫn chưa đồng ý với bất cứ đề nghị gì nghe có vẻ như là SEC đó đang thực sự muốn dàn xếp cái vụ này nhưng mà công ty Ripple đó thì hầu như không muốn và không thì Ripple chỉ muốn trả 10 triệu đô la, à, Thường không nghĩ là tại vì Ripple không đủ tiền trả đó các bạn. Đương nhiên không muốn trả nhiều rồi, nhưng mà muốn trả chỉ có 10 triệu đô la, tôi nghĩ là có một phần đó. tại vì hai bên chưa có thỏa thuận về cái số lượng token mà XRP được lưu trữ bởi không thì Ripple các bạn, số đó rất là lớn và đương nhiên có thể là SEC đòi hỏi số đó phải bị đốt đi và đó là một trong những cách kiếm tiền cho công ty Apple cho nên có thể họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu đó là lý do tại sao tôi nghĩ tới bây giờ đã hai bên vẫn chưa có dàn xếp được chúng ta phải chờ đợi thêm thông tin các bạn cái vụ này có thể kéo dài hơn là chúng ta nghĩ và chúng ta cũng thấy là nói về SEC đó, thì chúng ta cũng có ủy viên SEC là Mark Ueda đã công khai khen ngợi token hóa cho rằng nó có tiềm năng cải thiện bản chất của các giao dịch như mà chúng ta biết ngày nay token hóa tài sản nó có thể cung cấp các giao dịch với mức độ bảo mật minh bạch và bất biến cao hơn nó cũng có thể loại bỏ nhu cầu đối với hầu hết các trung gian đơn giản hóa quá trình và giảm chi phí giao dịch bởi điều này nó cũng không gì là ngạc nhiên đâu các bạn tại vì sec có năm quỹ viên tổng cộng mà chúng ta biết hai trong số đó có lập trường hộ crypto đó chính là mark ueda và người còn lại đó chính là Hester Pierce một người nữa cũng rất ủng hộ crypto mà chúng ta biết à, quốc hội đó chính là Cynthia thì các bạn thấy là Cynthia luôn nhắc nhở mọi người là có thể chúng ta đã quên về việc Tổng thống Joe Biden đã phủ quyết cái dự luật bãi bỏ sát bộ 21 để mà ủng hộ crypto thì bà sẽ luôn nhắc nhở mọi người là chính tổng thống Joe Biden đã phủ quyết dự luật đó có nghĩa là bây giờ cho dù là ở bên chính quyền joe biden có nói ủng hộ crypto đi nữa đó thì cũng đừng quên chỉ mới cách đây một tuần mà thôi đó thì ông đã phủ quyết một dự luật để mà hỗ trợ thị trường này và Jack Chavinsky là một trong luật sư cũng rất nổi tiếng trong thị crypto các bạn thì ông cũng đưa ra một cái nhận định cũng khá là thú vị ông nói là từ đây cho đến khoảng chừng đầu năm 2025 đó khả năng chúng ta sẽ không có cái quy định crypto được thông qua đâu lý do cũng đơn giản thôi tại vì không biết là tổng thống kế tiếp sẽ là ai nhưng mà crypto đó thì đang đi vào xu hướng là được ủng hộ càng càng nhiều từ chính trị cho nên khả năng là chúng ta phải đợi cho đến năm 2022 thì chúng ta mới có cái sự thông qua đến từ luật crypto ở Hoa Kỳ. Tại vì bây giờ đó nếu như bỏ phiếu nó sẽ là một cái cuộc đấu tranh cho bạn tại vì các bạn thấy được mỗi lần bỏ phiếu đó thì những cái luật crypto có sự ủng hộ nhiều hơn nhưng mà cũng phải là nhiều lắm đâu các bạn giống như là 60 40 mà thôi thậm chí là 55 45 nhưng mà đợi tới năm sau đó có thể mọi thứ sẽ thay đổi và nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx XM, Binance, AlignX và một số những dịch vụ khác như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn